kính thưa quý vị và các bạn đuối nước chỉ dẫn dẹn hai từ nhưng đó lại là điều ám ảnh triền miên đối với cộng đồng khi mỗi năm đều có rủi ro xảy ra với lứa tuổi thiếu niên để bảo vệ an toàn tính mạng cho con em mình mỗi gia đình cần ý thức việc dạy cho trẻ biết bơi vừa là môn thể thao rèn luyện sức khỏe vừa trang bị cho các cháu khả năng tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm dưới nước với ý nghĩa đó trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Môn thể thao sinh tồn của tác giả Hoàng Khiêm qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Phạm Phong, Giai Ông Tư Hiếu, Tường Duy, Giai Lộc, Bí Thư Xã Đoàn, Duy Hằng, dài Chị Thắm, Kim Liên, Giai Bà Mười, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Buổi sáng tại trụ sở Quỹ ban xã Ông Tư Hiếu vừa dắt xe vô bãi đậu xe của cơ quan thì thấy Lộc, bí thư xã đoàn đã tới trước mình. Chú, chú, chú tưởng chú là người tới sớm nhất. Ai về con còn tới sớm hơn chú nữa ta. Sao, bộ bữa nay rảnh nên vô sớm rủ chú Tư uống cà phê phải không? Dạ, đúng 50%. Còn 50% là có gì quan trọng này chú Tư. Thôi, bây giờ mình vừa đi vô văn phòng vừa nói luôn. Coi nó quan trọng tới cỡ nào. Dạ, Hôm qua có nhóm tình nguyện viên trong đợt mùa hè xanh về xã mình đăng ký hoạt động. Anh em sẽ tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu niên ở đây đó chú. Mình khỏi lo gì hết, chuyện ăn ở sinh hoạt của các anh em tự lo. Còn thấy tiện quá nên bữa nay gặp chú nè. Ngộ nghe, tính đưa chú vô làm học viên cao tuổi hả Lộc? Thôi thôi thôi, gần về hưu mà học bơi lội làm cái gì nữa. Không có phải, chú là người có uy tín nên con nhờ chú vận động bà con mình đưa con em tới để được hướng dẫn bơi lội tránh đuối nước chú thấy trên tivi đưa tin năm nào cũng có tình trạng trẻ em chết đuối khắp vùng miền xót lắm chú nói vậy hôm qua xã đoàn đã phối hợp với chiến dịch mùa hè xanh để tổ chức lớp này đó hả năm nào tôi nhỏ cũng đi vùng sâu vùng xa làm nhiều việc giúp đỡ bà con mình năm ngoái về đây sửa lộ phát động mọi người bảo vệ môi trường nữa đó dạ Trước kia thì anh em trong chiến dịch tự làm các phần việc, còn bây giờ có các tình nguyện viên, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề cùng tham gia nữa đó chú Tư. Sứ mình thì xóm ấp nào cũng có kênh rạch sông ngồi, mà người biết lỗi thì ngày càng ít. Vì vậy rất cần tuyên truyền giáo dục, nhất là lớp trẻ phải biết bơi lội để khi gặp rủi ro mới tự cứu mình được. Còn rất nể, một người phụ nữ cao tuổi ở tỉnh Đồng Tháp đã dạy bơi cho trẻ em nghèo quanh vùng mà đâu phải mới đây đâu đã hơn hai chục năm nay cô đã giúp cho khoảng bốn ngàn trẻ thoát cảnh đuối nước đó chú chú có thấy mấy cái phóng sự trên truyền hình đó là cô trần thị kim thia mà bà con gọi rất thân thương là cô sáu thia đúng là một sự đóng góp quá lớn cho xã hội đó lộc ờ chú cũng có ý kiến này mày coi có hợp lý không nghe. chú tư nói đi biết đâu lại mở ra một vấn đề mới ờ à, chú thấy bóng đá cũng là môn thể thao hấp dẫn, cầu thủ có khi còn nổi tiếng cả thế giới, nhất là tiền lương của họ rất cao. chú nghĩ sao mình không dạy luôn cho tuổi nhỏ môn bóng đá, biết đâu còn đồng ý với chú về nhận xét này. nhưng bơi lội ngoài rèn luyện sức khỏe còn là môn thể thao sinh tồn đó chú à. à thể thao sinh tồn, <laughs> câu này là mà nghe hay nghe bay vậy là chú bỏ túi mấy chữ này để đi vận động bà con đưa con cháu mình dự khóa huấn luyện bơi lội nè thật vậy đó chú bóng đá là môn thể thao vua sân cỏ là nơi thể hiện tài năng và khẳng định danh dự quốc gia qua màu cờ sắc áo còn bơi lội á, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng nữa chú vì vậy á, mình không được xem nhẹ có phân tích ra mới thấy nó cần thiết cho mọi người <laughs> làm ông này bà nọ mà lỡ gặp rủi ro khi đi sông đi biển thì cũng tiêu tùng Được rồi, chú nhận phần trách nhiệm của mình Chú sẽ cố gắng cùng với các đoàn thể khác Làm cho thật ngon lành mới được nghe Con cảm ơn chú Tư Chú lúc nào cũng hết lòng vì bà con mình Nông dân thứ thiệt là vậy đó con <laughs> Giờ con mời chú cà phê với con Ngay căng tin luôn nha chú Đi chú Ờ, à, cũng còn sớm, được thôi Bữa nay đi lanh quanh gần giáp sớm rồi nên ông Tư Hiếu ghé nhà bà Mười. Chị Mười ơi! Chị Mười! Có nhà không chị? Ai đó? Có! Chờ tôi một chút. Ủa? Tư Hiếu! Có chuyện gì mà chú ghé tôi vậy? Cũng có một chút chuyện. Chị lỡ tay làm gì thì cứ làm đi. Tôi ghé cho chị hay là ở xã mình có tổ chức lớp dạy bơi lội cho trẻ em. Chị nói cho mấy đứa nhỏ biết rồi đưa tụi nó đi học bơi tặng cho mình an tâm đi chị ơi bơi lội hả? Ừ. Trời ơi, ở nhà phải giữ tụi nó chậm chạp, sợ đó đi tắm ao, tắm sông, rồi cảm nắng, trúng nước, đại tốn tiền thuốc. Thôi thôi thôi, miễn cho nhà tôi đi tư hiếu ơi. Nhà chỉ có ba bốn cháu nhỏ chưa có đứa nào biết lỗi hết đó nghe. Vậy chỉ cho tụi nó đi học đi, coi như vừa tập thể dục rèn luyện sức khỏe, vừa không lo đuối nước nữa đó chị mời à. Cảm ơn chú có lời khuyên, nhưng nhà này có mấy chiếc xe, đi đâu thì cha mẹ nó chở, có khi nào đi xuồng, đi ghe đâu mà phải cần biết lỗi chứ. Chị không thấy năm nào cũng có trẻ em bị chết đuối hàng sao? Nó đâu phải đi xuồng, đi ghe mà đi chơi với bạn bè rồi rủ nhau tắm sông tắm suối. Nếu tụi nó biết bơi thì đâu có cảnh đau lòng xảy ra. Mấy đứa cháu nhà tôi thuộc loại nắng không ưa, mưa không có chịu. Tới chỗ tập đó rồi phơi nắng cả buổi, thế nào cũng bệnh à. Thôi, người lớn á ráng giữ không cho tụi nó tụ tập bạn bè xuống sông vậy là ổn mà rồi chị liệu có giữ chúng suốt ngày suốt tháng quanh năm được không con nít nó thích khám phá tìm tòi thích vui chơi với bạn bè cùng trang lứa chị cũng biết mà có đứa trẻ nào mà không ham sông nước đâu biết vậy nên tôi mới nói với chú là ráng giữ đó thì năm ngoái nhà cô thắm cũng nói như chị đó là giữ các cháu chặt chẽ lắm Vậy nhưng đứa con 10 tuổi của cổ chết đuối dưới sông mà không ai hay luôn đó. Chú nhắc tôi mới nhớ nha. Mới thấy thằng nhỏ hồi trưa. Chiều là cả làng sớm sững sờ khi hay tin nó chết chìm vì tắm sông. Từ cái vụ đó, vắng một thời gian dài tụi nhỏ không tụ tập tắm sông nữa. Nhưng năm nay thấy tụi nhỏ bắt đầu tắm như trước rồi đó. Ôi trời ơi, nuôi đứa con cực khổ vô ngần. Vậy mà lơ là một chút á, thì coi như xong. Bởi vậy, chị nên hiểu sự cần thiết của việc bơi lội đây là chương trình do đoàn thanh niên tổ chức chứ đâu phải người nào nhàn công rỗi việc mà làm chuyện này đâu tôi nói cái điều này để chị quan tâm nè đây là môn thể thao sinh tồn không phải tập lội để giải trí đâu nghe chị suy nghĩ đi sinh tồn là 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 là, là sống còn đó hả ừ. trời gì ghê gớm dữ vậy thôi được rồi để tụi nhỏ nó về á tôi cho nó biết xã mình có dạy bơi cho con nít nếu có đồng ý thì tôi đưa chúng nó tới học Còn không thì không tới nghe chú Vậy chị nhắn với mấy đứa cháu dùm tôi nha. Nhớ dặn tụi nó là đầu tuần sau tới đăng ký danh sách Để ban tổ chức biết mà phân ra lứa tuổi, thể trạng Đặng dạy các cháu cho phù hợp Thì mới dạy đạt hiệu quả tốt được Tôi cảm ơn chị nha chị Mười Bây Giờ tôi đi qua các nhà khác chị ơi Ừ, chú Tư về Đi khỏe nghe chú ừ. Sau một tháng cực lực của đội tình nguyện 120 thanh niên đã biết bơi, kể cả bơi tự do và một vài môn bơi kỹ thuật đơn giản. Ngày tổng kết, nhiều ý kiến phát biểu cảm ơn ban tổ chức và các huấn luyện viên. Trong đó, ý kiến của chị Thắm là mọi người xúc động. Thưa các chú, các anh chị em, hôm nay tôi mừng lắm khi được tình nguyện viên dạy dạy các cháu bơi. Phải chi mấy năm trước được như vậy á, thì thì con tôi cũng biết bơi như các cháu bây giờ. Gia đình tôi cũng đâu mất đi đứa con. Đứa con mà mà Thôi bay. Chuyện đã qua rồi. Bay đã cố gắng vượt qua nỗi đau rồi, nhắc lại chỉ càng thêm buồn mà thôi. Bay phải mừng, khi từ nay trở đi, làng xóm mình, con cháu mình biết bơi lội rồi thì sẽ không còn sợ chết đuối nữa. Dạ, cháu biết. Cảm ơn chú tư động viên. Từ nay á con nghe lời chú tư, khuyến khích con cháu mình tập bơi. Con cũng tình nguyện góp phần với anh em để giúp các cháu không có người lớn đi theo trong lúc tập bơi ở đây đó chú. Nghe chị Thắm nói em mừng ghê. Sắp tới đây á sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện dành cho cộng đồng, sẽ có nhiều cơ hội cho bà con mình tham gia như chị Thắm. Bữa nay á tôi cũng muốn nói vài lời với chú Tư cùng bà con mình. Lúc đầu á tôi cũng cho rằng việc làm của mấy cháu tình nguyện viên nói thiệt á nghe, gia đình tôi á đâu có cần thiết. Nhưng khi bầy trẻ nhà tôi nó bơi lợi giỏi, vui đùa, thi thố cùng nhau, tôi mới thấy được lợi ích. Giờ mà có đi sông nước cũng không có còn lo sợ gì. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nhà chị đi học đều đặn, là tôi biết chị không còn thờ ở cái chuyện học bơi lội như hôm tôi gặp chị rồi đó. Chú Tư biết làm sao không? Bởi tôi suy nghĩ câu nói của chú, bơi lội là môn thể thao sinh tồn đó. Ủa, cơ hội sinh tồn người ta đem tới, sao mình lại từ chối? Ở đời chuyện rủi ro làm sao biết trước được Hồi cái lúc chị cho hay là tôi có tới vận động tụi nhỏ đi học bơi lội Là tụi nó đồng ý liền phải không Đúng vậy Tôi cũng có công chút xíu nghe chú Đó là tôi không có bằng ra Còn có nhờ mấy cô chú ở các đoàn thể vận động bà con mình Nhưng có vài trường hợp gặp trở ngại Đó là bà con mình chưa ý thức triệt để Việc mọi người cần phải biết bơi lội Nhất là thanh thiếu niên Bữa nay con mới được nghe câu bơi lội là môn thể thao sinh tồn đó chú Tư. Hay thiệt chứ. Dạ, nghiệm lại rất đúng đó chị Thắm ơi. Ví dụ bóng đá, bóng bàn, cầu lông hay là mấy môn thể dục dụng cụ, mình rèn luyện sức khỏe, nâng lên tầm nghệ thuật cũng được. Nhưng người biết bơi lội thì không bị chết đuối hoặc cứu hộ được người gặp nạn dưới nước. Vì vậy, nó đúng là môn thể thao sinh tồn đó chị. Nghĩ tụi nhỏ bây giờ sướng thiệt chứ. Hồi xưa ở quê á, có thầy bà nào dạy đâu. Cứ đứa nhỏ theo đứa lớn tắm sông, rồi kết bập bè hay là chuối cây để làm cái phao mà tập. Chủ yếu là con trai, chứ con gái như con Mười đây á, nhắc quá thì đâu dám. Chị Mười nhắc tôi mới nhớ nghe. Hồi nhỏ không có cái gì vui bằng tắm sông, rồi chia phe đánh trận. Ôi thôi đầu cổ bùng sình, rồi nhảy ùm xuống nước, lăn hụp đã đời vậy đó. Có tắm xà bông thơm này nọ gì đâu. Cô Mười nói đúng, hiện nay không chỉ trẻ em thành thị, mà ở nông thôn, dần dần các em cũng được nâng lên về hưởng thụ gian hóa tinh thần. Chuyện học hành đã khá bình đẳng giữa nông thôn với thành thị, còn bao nhiêu quyền lợi khác của các em cũng được đáp ứng đầy đủ hơn. Như chiến dịch mùa hè xanh, nhiều năm qua tụi nhỏ cũng hưởng lợi các thứ cho bộ. Nhất là năm nay đó nghe, có cái môn thể thao sinh tồn đã nói lên những điều mà thằng Lộc vừa liệt kê đó chị Mười đúng là những việc làm ấy đã đỡ cho bà con mình là khỏi phải đóng học phí mà còn có quà cho tôi nhỏ nữa anh em rất là tâm lý trong số quà tặng các em còn có xà phòng sát khuẩn dầu gội thảo dược nữa đó chị bữa mấy đứa cháu của cô nó khoe được các cô chú tặng mấy bộ đồng phục đẹp lắm đó lộc tất cả quà tặng là do tỉnh đoàn vận động các doanh nghiệp tặng đó cô mười số lượng lớn và chủng loại cũng đa dạng lắm cô khi xã hội đồng tình chung tay nhất là chăm lo cho thế hệ trẻ đã tạo thuận lợi cho các cơ quan đoàn thể làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người đó chị bữa nay ai cũng vui nhất là mấy đứa nhỏ đạt điểm cao nhận giấy khen còn có thêm quà tặng nữa thắm bây nhìn coi mặt đứa nào cũng rạng rỡ hết trơn á trong đó có cháu của cô nữa đó nghe nói sao lớp này sẽ mở tiếp các lớp nữa phải không lộc dạ đúng rồi chị không chỉ bơi lội mà nhiều lớp năng khiếu khác nữa Đang cho các cháu vui hè thật bổ ích đó chị Vậy rồi sắp tới Chị Mười có định đăng ký học môn nào không vậy? Để tôi suy nghĩ coi Biết đâu lúc đó mấy em mấy cháu giật mình Vì có một bà già đăng ký học môn thể thao sinh tồn đó nghe Quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh môn thể thao sinh tồn của tác giả hoàng khiêm mà các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ, giờ này thân ái chào tạm biệt